Sau khi xem phóng sự á, là tôi thấy em Tiếp Mai á, nhà rất là khó khăn, nhưng mà học trên 9 chấm á, là rất là hiếm. Trong khó khăn mà biết vươn lên trong cuộc sống, đó là một điều rất là quý. Nói chung là cảm xúc rất là thương cho cháu. Qua cái phóng sự thì mình thấy Mai là một em bé hiếu thảo. Cái đạo đức rất tốt và mong cháu nên về gìn giữ và phát huy tiếp nữa. 70 chưa khoe mình là lành. Nhờ bệnh tật nhiều khi nó đến rất là bất ngờ. Do đó sức khỏe là một vấn đề rất là quý giá. Giúp đỡ mà lúc khó khăn nhất thì rất là quan trọng. Đặc biệt là những cái hoàn cảnh khó khăn như bé Mai. Đó là những cảm nhận mà ban biên tập chương trình Áo Trắng Người Sáng Tương Lai đã tổng hợp được sau khi câu chuyện Rau Đồng Đổi Chữ lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Cô bé Mai quê Trà Vinh đã không may mắn như mong đợi. Bệnh tật khó lường cứ lần lượt kéo đến với những người thân trong gia đình, khiến con đường đến trường của Mai hẹp dần, tương lai theo đó càng trở nên mờ mịt. Thực hiện chương trình Áo Trắng Người Sáng Tương Lai, chúng tôi cũng không có tham vọng nhiều, chỉ mong tìm được những hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn nhưng vẫn quyết chí nuôi chữ cho con. Mong tìm được những em học sinh thực sự nỗ lực nhưng gặp phải hoàn cảnh không may bất trắc, vì chúng tôi tin rằng sự đồng hành chia sẻ kịp thời bao giờ cũng mang đến những giá trị tốt đẹp lâu bền. Đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chương trình quay trở lại thăm gia đình của Tuyết Mai ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đồng hành cùng chúng tôi còn có những tấm lòng thiện nguyện. Mình đi thôi à. Mai ơi, có nhà không con? Dạ có. Tình hình điều trị của bé Mai hôm ngày sao rồi hết bác? Hôm đó nay thì điều trị ở ung bú 2. Mà vô cũng được là 5 lần sinh học rồi. To cuối mà nó thiệt hết. Thì thời gian người ta mới phẫu thuật. Hổm rày mưa xuống, bà ngoại có đi hái rau đồng bán không? Rau đồ nó cũng hết, từ từ. Rồi bắt đầu hổm rày cũng không có đi hái mà đi rọc lá chuối theo đường á, bán cho mấy người ta gói bánh tét với bánh ít á. 1 ký lá chuối là mình bán được bao nhiêu tiền à? 1 ký lá chuối á, thì bán được có 6.000. Rọc 20 ký lá chuối cũng đuối á. Dạ. Bữa được 10 ký, 15 ký. Vậy đó thì bán cũng được chút đích đỉnh, vậy sống cũng qua ngày. Tiện dịp ghé thăm gia đình, các cán bộ kỹ thuật của công ty cổ phần Đồng Xanh đã trực tiếp hướng dẫn bà ngoại của bé Mai lên liếp trồng rau ngay khoảng sân trước nhà. Với cách xử lý lắng phèn bằng tro trấu, hứa hẹn vài tháng nữa, tại đây sẽ có những luống cải và rau muống xanh tốt. Nguồn thu nhập cố định hơn, chứ không chỉ trông chờ vào mấy mớ rau đồng mọc dại. Phía Đồng Xanh cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, giúp gia đình ổn định kinh tế, tạo đà nuôi Mai ăn học. Năm nay, Tuyết Mai lên cấp 3, trường mới, lớp mới, mọi thứ vẫn còn rất bỡ ngỡ. Dù vậy, từ hiệu ứng chương trình, câu chuyện nỗ lực học tập vượt lên nghịch cảnh của Mai đã được mọi người đồng cảm. Con đường đi đến tương lai của em không còn là con đường độc hành, mà luôn có sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và những tấm lòng nhân ái. Phần học bổng của công ty cổ phần Đồng Xanh là 24 triệu giao bằng tiền mặt. Lần đầu thì giao cho bên gia đình của Tuyết Mai là 6 triệu. Rồi còn lại những phần sau thì giao công ty sẽ chuyển khoản theo từng định kỳ là cho người giám hộ của em Tuyết Mai. Ngoài suất học bổng của công ty cổ phần Đồng Xanh, dịp này Tuyết Mai cũng nhận được nhiều phần quà, sự hỗ trợ từ hội khuyến học địa phương, Mạnh Thường Quân, những khán giả theo dõi Áo Trắng Người Sáng Tương Lai qua các kỳ. Mọi người tin rằng khi cái chìa tay đúng lúc, khi niềm tin trao đúng chỗ, Mai sẽ có thêm nhiều động lực, phấn đấu hơn nữa cho ước mơ còn đang ấp ủ. Nếu Mai nó được một cái học bổng thì trong người là coi như quá vui, quá mừng. Mừng mà không thể gặp cảm xúc được đó. Là đặng cho cháu nó có được một cái số tiền để nó có tương lai nó đi học tiếp. Thì rất là mang ơn mà rất là quý và rất cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cho nó. Bây giờ đi hỏi tiền thì cũng rất là khó.
như mình ta thấy mình nghèo quá, người ta đâu có cho mượn. Mỗi ngày thì bà ngoại con đọc lá chuối với số tiền rất là ít, mà không biết đến khi nào mới được số tiền mấy chục triệu như thế này. Thì với sự giúp đỡ của mọi người, mà con rất bất ngờ. Con nghĩ là khi mà nhận số tiền này thì con sẽ phải thực sự cố gắng để không phụ lòng của tất cả mọi người dành cho mình. Tôi cũng muốn là khuyên Tuyết Mai rằng là ráng cố gắng, con ráng cố gắng vượt lên chính mình, tự mình cứu mình. Thì tôi cũng mong rằng 7 năm sau cô Tuyết Mai sẽ trở thành là một cô giáo đứng trên bục giảng. Cho cần câu thì bé Mai sẽ tự đi câu cá, còn cho cá thì bé Mai ăn hết, bao nhiêu cá cũng đâu có đủ. Việc học cũng là một cái cần câu, cũng là tương lai của bé Mai. Sức học bổng của công ty Trồng Xanh giúp đỡ cho bé Mai là một điều rất là có ý nghĩa. Nó lan tỏa rất rộng rãi để là bà con người ta chung tay để góp sức để tạo cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nó vượt qua cảnh khốn khó để vươn lên học tập. Thì nhà trường cũng tiếp tục tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cháu, cũng như là chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến cháu nhiều hơn. Giáo viên chủ nhiệm thì mình sẽ phối hợp với nhà trường đảm bảo công việc học tập của em được diễn ra một cách là tốt đẹp nhất. Không cần lo chuyện tập sách cho cháu, bà Kiểu tập trung lo tiền chạy bệnh cho con gái và trước mắt là chạy gạo cho cả gia đình. Rau dại hái riết cũng tàn, nhưng may mắn tình thương của xóm giềng vẫn đông đầy giúp gia đình bà Kiểu bước qua những tháng ngày thắt ngặt. Mớ lá chuối sau hè bà bảy xóm trên, trong vườn nhà ông ba xóm dưới gom góp lại thành cái nghĩa xóm giềng đùm bọc lẫn nhau. Bữa nay ngoài đi làm có mắc mưa không vậy ngoại? Mưa hôm nay bớt rồi. Mẹ nó thì cúc rồi, nó thì mai. Tên Mai đặng cho nó có may mắn hơn mẹ nó. Chăm chỉ, nỗ lực, chịu thương, chịu khó, bà Kiểu không mong gì cho mình ngoài sức khỏe. Chỉ mong bệnh của mẹ Mai gặp đúng thầy, đúng thuốc. Mong sau bao biến cố, Mai vẫn còn điểm tựa. Để rồi, Mai thực sự có được ngày mai. Người ta thường nói, những sự cho đi là hữu hạn, nhưng những gì nhận về có thể sẽ là vô hạn. Điều này thì cũng đúng với Mai, bởi vì từ đây sẽ bắt đầu mở ra cho em thêm nhiều cơ hội mới, thêm những niềm tin và hy vọng mới. Mong rằng Mai và gia đình sẽ biết cách để biến những khó khăn trở thành động lực. Bởi đôi khi vô sản cũng chính là tài sản để những hoàn cảnh khó khăn bắt đầu hành động thay đổi vận mệnh tương lai của mình.